Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha, cây gần thành phẩm rồi. Cây này có mã số là 20, tổng hoành là 177 nha, tổng hoành luôn là 177 ra tới đây luôn, còn riêng cái hoành thân chủ đây nè, hoành lớn chủ đây nè là 143, cao đến ngọn là 105. Rồi đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 110 nhân cho 85 nha. 110 nhân 85. Hàng đẳng cấp VIP như thế nha. Tây cành. Cũng gần thành phẩm như thế nha. Móc đầu luôn. Phân bố cụm khá là đều đẹp như thế nha, nhưng mình xem đế cũng khá là đẹp. Ok luôn, đế này đế quá đẹp. Này hàng VIP như thế nha. Mã số 20. Nhưng mình ưng ý thì cứ ai bóc cho Sơn nha. Rồi, Sơn xin qua cái này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị VIP nha cả nhà, cây thành phẩm VIP lùng lực đế trải 24 giờ luôn, đế trải 24 giờ luôn. Rồi cây này thì có mã số là 21 nha, hoành gốc ở đây này, hoành gốc ở đây đo được là 105, cây cao đến ngọn là 100, đang nằm chậu nuôi 73 nha, 73 vuông lọt lòng nha, chậu lọt lòng 73 vuông. Đây này hàng thân cốt đặc đế VIP, đây này hàng VIP rồi nha cả nhà, móc đầu luôn, lùng lực thân đặc, thân đặc luôn nha. Này hàng hàng đỉnh nè, nhưng mình xem tham khảo luôn. Đế lực lùng lực cày cũng ấm rồi nha cả nhà. Móc đầu để là thuộc khỏi phải bàn rồi. Rồi nhà mình cứ xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì cứ liên hệ với Sơn luôn, qua số điện thoại Sơn có để trên bài nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây một cụm cẩm thị nha, sống khỏe thùng chậu. Cụm này cụm liền. Mã số là 22 nha, tổng hoành là 155, cây cao là 72 đến đầu thân chính nha. Ngay chỗ này nó có cái thân khô lũ, cái này mình sẽ tạo lũ nha, còn ở bên phía sau là vẫn thân đầu sống bình thường. Đó, cụm liền. Chỗ này lũ nè. Này mình xử lý lũ nha. Cụm liền nha các nha. Đang nằm chậu lọt lòng là 85. Chậu lọt lòng 85 nha. Cây sống khỏe.
Đế này, đế ok nha cả nhà. Cầm liền nha cả nhà. Bắt đầu luôn. Rồi, thì mình xem tham khảo luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị nha, sống khỏe thuần chậu. Cụm này có mã số là 23, hoành gốc ở đây nè. Hoành ở đây đo được là 109, cây cao đến đầu thân chính chỗ này là 70. Đang nằm cái chậu lọt lòng là chậu nuôi lọt lòng là 72. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nếu mà hữu duyên thì cứ inbox cho nhà vườn theo số điện thoại nhà vườn để trình bày luôn. Cái phần đây là phần lũ nha. Đó, cái này về mình sẽ xử lý và những cái phần thân sống nó kế bên. Đó. Đây, rất là khỏe nha cả nhà. Đế cũng ok nha, đế đẹp. Ok luôn nha, nhưng mình xem tham khảo. Này lũ nha, lũ về mình xử lý này phần thân sống ở đây. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây linh sam tanuki hay còn gọi là ghép lũ nha cả nhà. Có nghĩa là mình lấy cái lũ thép này mình rọc rãnh hoặc là có thể là nó có những cái rãnh tự nhiên và mình lấy cây cây linh sam con mình ghép vô, sau nhiều năm thì nó sẽ liền và nó dính lại với nhau thì nó sẽ thành một cái tác phẩm mới. Đó, lũ là lũ linh sam luôn nha, lũ linh sam rin luôn. Cây này cũng khá là già rồi, hơn chục năm rồi đó nha, nó mới ra được bông, giờ nó đậu trái nè. Cái lượng trái như thế này thì cái đợt bông nó dữ dằn lắm cả nhà. Này. Này. Thì cây này có mã số là 24. Cái hòn ngay chỗ này nè, hòn ngay chỗ này mình đo được là 48. Chiều cao mà từ từ cái ngọn đây nè xuống cái chóp lũ đây nè là 95. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 40 nha. Này, mình xem. Lũ xoắn đẹp. Cái này cũng thành phẩm rồi nha cả nhà. Mới hôm bữa nó ra hoa là thôi rồi, đầy luôn. Giờ nó đậu trái. Cái đường của nó nè. Đường mạch sống của nó nè, xuống đây. Lũ này, đường ra đây, lũ này. Cái này rất là đẳng cấp như thế nha, nhưng mình xem. Nếu hữu duyên thì liên hệ với nhà vườn luôn nha, theo số điện thoại nhà vườn có để trên bài luôn. Cây này mỗi lần ra hoa là ác lắm, nhiều hoa lắm luôn, thân xoắn đẹp. Mình nhắc lại là cây ghép lũ nha, chứ không phải cây rin nha, nên là nhiều anh em là cứ nghĩ là cây rin. Rồi sơn xin qua cây này luôn nha.